Đã lẩu rồi mà còn khô nữa thì sao gọi là lẩu trời. Ông camera thắc mắc tên gọi lẩu khô mà lần đầu tôi thấy bán ở Sài Gòn. Ui cha, cái lẩu nó ngon lắm quý vị ơi. Mặc dù là lẩu Hàng Châu nhưng mà tôi đảm bảo sẽ rất là ngon miệng với người Việt. Mà anh chị chủ quán đã từng sống nhiều năm ở Trung Quốc cho nên cam kết mang hương vị chuẩn về Việt Nam. Các món đồ nướng Trung Hoa thì được nướng thơm cầu kỳ ở phía trước quán bởi chính tay anh chủ quán. Hôm nay thì Phúc ghé quán review cũng gặp khá là nhiều khách là người Trung ghé ăn. Quán này có hai món chính là lẩu khô và đồ nướng Trung Hoa. Với cái món nọng heo gáy heo nướng với mùi vị rất là ngon cùng với là chén nước chấm độc đáo mà lần đầu trong đời tôi được thưởng thức qua. Với cái kiểu mặn chua ngọt nhưng mà không quá cay, mực xào cây Trung Hoa là một cái món các bạn nên thử, mà nó thấm từng miếng mà có thể lai rai cũng rất là ngon. Riêng cái món gà ủ tàu xì xông khói chuẩn kiểu Trung Hoa thì thực sự là khác hẳn hoàn toàn với gà ủ muối. Với da thịt thấm thơm khi ăn thì da thịt sực sực mà chấm với nước chấm kiểu Trung Hoa thì hết sảy luôn. Hôm nay là lần đầu tiên mà Phúc nghe đến lẩu khô bò Hàng Châu. Nhìn qua thì thấy đúng là lẩu ít nước thiệt, thịt ăn kèm với lẩu thì có tủy, gân, bắp, đuôi và nạm bò được đựng trong một cái chiếc dĩa hình con bò và chiếc chảo được nhập khẩu hoàn toàn từ bên Trung. Bên trong thì cũng có nước hầm đặc biệt rất là ngon mà đã sẵn có sườn bò, gân bò giò cùng sụn và thịt bò rồi. Phần lẩu này thì mình sẽ ăn kèm với là một cái rổ rau tươi khá là to với mồng tơi, rau cải bẹ xanh và cải thảo. Mà nguyên cái combo lẩu hoành tráng vậy cho 4 người ăn là 500.000, các bạn gọi size nhỏ thì 300.000 một lẩu thôi. Rồi Phúc mới gọi thêm phù trúc, lõi bò và gầu giòn u hoa ăn thêm nữa cho đã một bữa. Là những cái món mà các bạn ít thấy trong menu các quán về bò. Quán này thì còn có lẩu dê khô kiểu bằng tường nữa nè. Quán này tên là Album lẩu khô và đồ nướng Trung Hoa, nằm tại 164 Bít Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Các bạn trải nghiệm cùng Phúc nha.